Thưa quý vị và các bạn, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Huyên để điều tra về tội giết người vào ngày hôm nay, ngày 20 tháng 1. Huyên là nghi phạm đã dùng 9 chiếc đinh găm vào đầu cháu DNA, con gái của người tỉnh. Ngày 20 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trung Huyên, sinh năm 92, trú tại Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội để điều tra về tội giết người. Nguyễn Trung Nguyên làm nghề thợ mộc, là nghi can trong vụ bé gái sinh năm 2018 bị chín chiếc đinh găm vào sọ não xảy ra cách đây ít ngày. Trước đó ngày 17 tháng 1, chị L đưa con đến bệnh viện tỉnh thất trong tình trạng hôn mê co giật. Bệnh viện tiến hành chiếu chụp, chẩn đoán trên phim có hình ảnh cản quan trên hộp sọ bệnh nhân. Sáng 18 tháng 1, bé gái đã được chuyển đến bệnh viện Sanh để tiến hành chụp cắt lớp, phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dáng giống như đinh gỗ ghim đâm vào tổ chức não. Theo thông tin trong khoảng thời gian chung sống với chị L, Huyên nảy sinh ý định hành hạ, đánh đập bé gái để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người tình. Ngoài vụ việc trên, cơ quan điều tra cũng làm rõ, trong thời gian sinh sống tại căn nhà trọ, Huyên đã nhiều lần đánh đập, hành hạ bé gái.